Và muốn tự nguyện đóng góp sức để cho cộng đồng xã hội
cái việc này mỗi đồng viên thanh niên sẽ có ý thức hơn và hoàn toàn tích cực tự giác có hiệu quả hơn. Vấn đề tiếp theo là về tổ chức, dù có những kiến có ý nguyện cao nhất nhưng không có cơ hội thể hiện thì vẫn chỉ là những kiến và không có hiệu. Vì vậy công tác tổ chức các hoạt động là một yếu tố quan trọng để thúc đẩy phong trào thực hiện xuất sắc về hoạt động. Kinh nghiệm cộng tác tổ chức nhiều hoạt động để thanh niên có cơ hội tham gia, có cơ hội khẳng định bản thân cũng như nhìn nhận chính mình. Bên cạnh đó, một hoạt động hoạt động và thiết thực sẽ là một đối cố thanh niên của tổ chức. Vì vậy, các hoạt động phải là hoạt động có một cách thiết thực, được kế hoạch cụ thể, phải là hoạt động để cho người tham gia nhận thấy được giá trị mà hoạt động có lợi. Cái dịp này, chúng tôi cũng mong muốn lãnh đạo các cấp biểu dương kịp thời những tấm gương tốt, những hành động có ý nghĩa để thực hiện phong trào. Với những kết quả đạt được trong năm qua, tôi tin rằng trong thời gian tới, cụ thể khu phố 6 sẽ tiếp tục khẳng định mình về những kết quả được mở hơn nhằm phát huy sức mạnh với phương châm đoàn kết xung kích toàn diện, tiếp tục xây dựng kỳ đoàn khi hội khu phố 6 cũng mở toàn diện về mục tiêu cụ thể công an chúng ta xây dựng văn minh đô thị. Tiếp tục, tôi xin chia sẻ một lần nữa học bằng sức mạnh vì cộng đồng có ý nghĩa không chỉ với cộng đồng xã hội mà nó còn là một thiết thực với mọi người, đặc biệt là thanh niên. Chúc cho người được kỹ năng xã hội, kỹ năng sống thiết thực với mọi người và đặc biệt là dành chung cho tôi trẻ. Tôi rất mong các bạn đoàn viên thanh niên có mặt tại đại hội ngày hôm nay sẽ tham gia và cổ vũ cho nhiều thanh niên tích cực tham gia học bằng này. Xin trân trọng cảm ơn.